Xin kính chào tất cả các bác. Ở video clip này em xin gửi đến các bác một số những dòng âm ly xuất Mỹ, xuất âm tụ, giò sắt, G-Saver cho các bác đang mong đợi, những bác mà có những đôi loa đắt tiền. Và đầu video clip này em cũng xin nói với các bác là em về rất nhiều âm ly giá rẻ của Nhật và hàng bình dân cho các bác chơi, nhưng mà em chưa có thời gian vệ sinh này. Đây các bác, có rất nhiều đây ạ. Rất nhiều đây, chưa có thời gian vệ sinh. Chưa có thời gian vệ sinh để cho các bác, để lên sóng cho các bác, nên là mong các bác thông cảm những bác mà những bác đang chờ đợi những chiếc âm ly giá rẻ và cái tầm tiền nó từ 1 triệu cho đến 2 triệu, 2 triệu rưỡi 3 triệu thì các bác hãy đợi em ở trong video sau. Khả năng là đến 2 ngày nữa em mới lên được những con âm ly đấy. Hiện nay em chỉ hiện nay trong ngày hôm nay thì chắc là em chỉ lên sóng được mấy con âm ly này cho các bác chơi thôi ạ. Thì đầu tiên em xin mở bát luôn cho các bác con âm ly, con đôi loa này các bác, đôi loa của Chio 2 bát 20, một chất đôm cực kỳ hay các bác nhé. Đây đôi loa đây ạ, cực kỳ hay. Giá thị trường nó từ 3.9 triệu, 4.5 triệu, nhưng ở video clip này để cho các bác giá 3.3 triệu luôn cho nó đẹp, 3 số 3 cho đẹp các bác. Cực kỳ hay, 2 bát nhé, đánh cực to. Và con này các bác có thể, nói chung con này các bác có thể nghe nhạc đa thể loại luôn, rất là hay. 2 bát 20 đó, nguyên e căng các bác nhé, để cho bác giá chỉ 3.3 triệu thôi. Bác nào nhanh tay thì lấy con này, nhắn tin cho em. Các bác không gọi điện được thì hãy nhắn tin các bác nhé, với nội dung là các bác muốn lấy cái gì, chỉ cần nhắn tin với nội dung là tôi muốn lấy cái thứ A thứ B này. Ví dụ các bác muốn lấy con Chio thì các bác chỉ cần tôi muốn lấy đôi loa Chio LS3000, thế là xong rồi. Con này là mã LS3000 các bác nhé. Đó, thì em để các bác giá 3.3 triệu thôi, cực kỳ đẹp và hay. Gần lụa thứ vẫn còn bóng nhoáng các bác. Rồi, và bây giờ đi với phần đến phần âm ly các bác. Các bác hãy cứ chờ đợi nhé, những đôi loa rất là nhiều đôi loa rẻ và hay cho các bác chơi, nhưng mà em chưa có thời gian để em lên sóng. Các bác cứ bình tĩnh, em phải test ngon lành em mới lên sóng cho các bác. Thì đây đầu tiên em xin giới thiệu các bác một chiếc âm ly sò Motorola này. Xong rồi thì con này thì các bác phải nên nhớ là con này cực kỳ đẹp các bác nhé, hàng tuyển của em, sò Motorola, âm ly là Modula 3223 đấy, dòng G-Saver các bác nhé. Và con này thì nó là dòng âm ly của Mỹ các bác, âm ly của Mỹ luôn các bác nhé, dòng Mỹ luôn, công suất cực mạnh 195W, suất âm tụ cực kỳ mạnh các bác. Con này các bác chơi thì khỏi phải nghĩ luôn. Đây ạ, mặt sau đây em chưa vệ sinh mà đẹp như thế này các bác, cực kỳ đẹp các bác nhá. Chạy điện 120V và công suất 195W đây các bác. Đây 120V, 195W, cực kỳ khủng các bác. Đó, dòng này là dòng âm ly Mỹ luôn các bác nhá, hàng Mỹ cực kỳ đẳng cấp. Và con này em để với các bác, giá thị trường có rất nhiều nơi bán, có những nơi bán đến 12.500.000, các bác có thể lên mạng tìm hiểu đó. Nhưng các bác mua bên em hàng đẹp đứt tay các bác, đẹp đứt tay các bác nhé, không tì vết, lấy các bác chỉ giá 8.2 triệu thôi ạ. Sò nhôm Motorola, bắt đầu nhanh tay để em để cho con này nhé, chỉ có 8.2 triệu thôi. Em nhập em lấy làm công cho các bác thôi ạ, bởi vì đây là em phục vụ cho các bác, những bác mà chơi những đôi loa đắt tiền, những đôi loa cực kỳ khó tính và đắt tiền và đòi chất âm tuyệt vời, thì chỉ có con những con âm ly này mới đáp ứng được. Cái dòng này đặc trưng của nó thì các bác nhìn đây, nó là mặt nhôm size lớn các bác nhé, size rất là lớn, mặt nhôm dày, luôn cầu A cầu B, A cộng B, đơn giản vậy thôi. Phím nguồn đây, thì con này để các bác giá đúng 8.2 triệu, bác nào lấy thì điện thoại cho em nhé. Đẹp không tì vết các bác, đây là những cái này là keo các bác nhé, em có thể lau là sạch, nguyên tem này sản xuất, ốc còn sáng quắc đây các bác, ốc sáng 7 màu luôn, hàng đẹp tuyển chọn, giá không để tốt hơn 8.2 triệu. Rồi con này đầu video em mở cho các bác chơi. Tiếp theo là một con âm ly Telefunken các bác, của Đức. Dòng này dòng chạy điện 220V các bác nhá, 220 đến 240V, đây nó ghi như vậy. Và con này thì các bác biết là hàng Đức thì nó khỏe vô cùng rồi. Con này thì em không phải giới thiệu nhiều về chất âm của nó nữa, quá nổi tiếng rồi. Các bác có những đôi loa, nói chung hai con này là có những dòng âm ly không kén loa và tiếng của nó hay tuyệt vời các bác. Và giá là 6.500.000 đồng, suất âm 2 tụ các bác nhá, 2 tụ trên một kênh, 2 tụ đảo chiều trên một kênh, suất âm tụ con này cực kỳ hay các bác ạ. Và để các bác giá
6.500.000 thôi ạ, không thể tốt hơn được. Sản xuất năm 1978. Đẹp. Tuyển chọn luôn, các bác nhìn đây. Hàng tuyển các bác nhé. Rồi các bác nhìn thấy không? Tối ngày hôm nay em chỉ lên được một số con âm ly thôi. Em quá là mệt rồi, không có thời gian để em. Bây giờ em lên nhiều âm ly quá, các bác mua thì các bác lên nhiều đơn quá em không gói kịp. Đây các bác, đây nhà em vẫn còn rất nhiều đơn chưa gói kịp cho các bác. Đây thật sự là không thể làm kịp được các bác ạ. Thì nên là hôm nay em chắc em chỉ lên 4 cái âm ly cho các bác chơi rồi. Còn hôm sau em sẽ lên rất nhiều những chiếc âm ly giá rẻ cho phục vụ nhiều bác nữa. Và đây video này em ưu tiên phục vụ các bác có những đôi loa đắt tiền mấy chục triệu các bác. Và tiếp theo một chiếc âm ly này, số chiếc âm ly này em sẽ để cuối video đi. Cuối video chiếc âm ly này cực kỳ đặc biệt. Đây, tiếp theo một con Harman-Kardon cực kỳ nặng trịch các bác nhá. Harman-Kardon 330B. Hàng Mỹ các bác ạ. Và con này thì các bác yên tâm đi, nó hay tuyệt vời rồi. Quá nổi tiếng rồi. Xuất âm tụ quá hay. Tại sao nhà em lại suốt ngày chọn những dòng xó sắt xuất âm tụ? Bởi vì là những dòng này nó tiếng nó hay các bác. Tiếng nó hay thứ nhất, thứ hai là nó là những dòng gọi là không kén loa các bác. Và nó tiếng nó hay, những dòng xuất âm tụ này em luôn luôn lựa chọn để cho các bác chơi. Các bác nhìn rất là đẹp các bác nhé. Con này thì hàng tuyển, nói chung là em bao tất cả ruột gan này đẹp như mới luôn các bác. Và con này giá cho các bác là, để các bác giá đúng 5.500.000 đồng, cực kỳ đẹp các bác. G-Server của Mỹ đấy các bác. Đó. Rồi em chờ vệ sinh các bác nhá. Đây là con Harman-Kardon. Bây giờ cuối cùng video đây. Đây em giới thiệu tiếp con này cho các bác chơi tiếp. Lại một dòng xuất Mỹ nữa. Hôm nay toàn âm ly xuất Mỹ cho các bác chơi luôn. Đây các bác, đẹp vô cùng. Đó, Kenwood xuất Mỹ 3.600 các bác nhá. 3.600. Mặt đẹp vô cùng các bác. Và con này để cho các bác giá 5.200.000. Con nào lấy điện thoại cho em, tiếng cực hay các bác. Dòng xuất Mỹ này thì các bác yên tâm, mình chạy điện 120. Toàn dòng xuất Mỹ luôn, đẹp không tì vết. Thì con âm ly này em vừa mới về xong thì em cũng quay qua thì cho bác biết. Con âm ly Victor D7 đấy ạ, vừa về xong gửi cho bác ở Nghệ An đấy ạ. Mong là bác xem được video này bác nhìn. Hàng về cực kỳ đẹp nhá, gửi cho bác. Rồi, bây giờ em con này em sẽ đóng gói gửi cho bác luôn. Con này em bán rồi các bác nhé. Victor D7. Thì bây giờ cuối video em sẽ giới thiệu con âm ly này cho các bác. Một con âm ly mà dành cho những bác nào thực sự yêu cái đẹp và thực sự cần tìm đến chất âm tuyệt vời trong cái những đôi loa đồng trục toàn giải hay là những dòng AR4 các bác nhé. Con này đánh vào loa AR4 thì các bác phải nên nhớ là tuyệt cú mèo, không có một con âm ly nào có thể đánh hay hơn nó được trong cái tầm tiền từ chục triệu các bác nhé. Đi cả 12, 13 triệu luôn. Em cam đoan các bác luôn. Và nó cực kỳ hiếm. Những con dòng âm ly này thật sự là không thể mua được trên thị trường các bác. Hiếm cực luôn. Vậy em sẽ tháo cái mặt cho các bác xem. Em cầm giúp anh cái điện thoại cái. Đây là cái vỏ của nó đây. Các bác, cái vỏ của nó đây. Đây là lưới của nó các bác nhé. Đẹp như mới. Vỏ không một vết các bác nhé. Đẹp như mới luôn. Đây có hàng tuyển của em. Và đây em cho các bác xem. Nội thất của nó đẹp không tì vết các bạn ạ. Những bác nào mà có những đôi loa Anh này, Đức này, những đôi loa mà kiểu như loa AR hay là loa đồng trục Tannoy, nhất là những dòng Tannoy các bác nhá. Các bác có con âm ly này thì tuyệt vời các bác nhá. Đây là dòng âm ly chạy 4 con so sắt xuất âm tụ. Và nó là một dòng nghệ sĩ tí hon. Nó nhỏ như vậy nhưng đánh rất là hay các bác. Đánh vào những dòng loa toàn giải hay đồng trục tiếng hay vô cùng. Không có âm ly nào có đối thủ nó luôn. Em nói thẳng một câu. Và rất là hiếm. Một dòng âm ly của Mỹ các bác. Rất là hiếm các bác nhé. Nó mã là LG75. Đó. Chạy điện 120. Đẹp không tì vết các bác. Đẹp không tì vết luôn. Để cho các bác nào giá 5.500.000. Bán vui các bác con âm ly này luôn. Thật sự là có khi 10 năm nữa em không gặp được con âm ly này. Nói thật một câu luôn. Con âm ly này thật sự, em buôn bán cái này thật sự để có con âm ly này cực kỳ hiếm luôn. Em là người bán em biết cực kỳ hiếm các bác nhé. Đây các bác nhìn nó đẹp mỹ miều luôn này. Bắt FM cực kỳ hay. FM đầy đủ hết. Nhỏ mà đầy đủ hết các bác nhé. Không thiếu một cái gì cả. Xuất âm tụ rồi thì xò sắt tất cả mọi thứ luôn. Không thua kém con âm ly to đâu cả. Mà chất âm thì hay vô cùng. Rồi em xin dừng video tại đây. Bác nào lấy con âm ly nào thì hãy
điện thoại, có số điện thoại của em là 098 119 3686, hoặc là gọi điện không được thì các bác hãy nhắn tin để lại nội dung cần mua cái gì. Thì trong cái video clip này em chỉ giới thiệu người đấy sản phẩm thôi, em còn rất nhiều nữa nhưng mà em chưa thể giới thiệu các bác được, bởi vì là nếu em giới thiệu thì em sẽ bị hiện tượng như hôm trước là nhiều bác gọi điện quá nên bị lỡ cuộc gọi, không biết ai với ai gọi điện cả. Có rất nhiều bác đã trách em là không bắt điện thoại, thật sự các bác là em không thì có thời gian bắt điện thoại, mà các bác thông cảm giúp em nên các bác cứ nhắn tin cho em, sau này có thời gian em sẽ trả lời các bác. Và video clip em xin dừng tại đây. Xin chào các bác nhé, bác nào lấy cái gì thì nhắn tin cho em ạ.